Hello và các bạn đến trang trại của Tôm Hùm Đất. Hôm nay mình quay về cặp đà điểu của tụi mình. Hiện tại có một con đà điểu nó có biểu hiện lạ, không được cơ động lắm, để mình xem thế nào. Có một con nó đi không nổi rồi, nó đang rất là yếu, nó đi không nổi rồi. Cái này mình xin cứu mạng luôn rồi, sao mà mày đi không nổi luôn rồi? Con này thực thể là bình thường. Con này nó đi không nổi luôn rồi. Bình thường mình lại là nó đứng lên nó chạy bỏ đi, mà giờ nó đứng không nổi luôn rồi, không biết có bị đau khớp không nữa. Nó bị bệnh rồi các bạn ơi, tội nghiệp quá, để mình kêu chuyên gia lại chăm sóc nó mới được. Nó đứng lên không nổi luôn rồi. Hai
Kia là chuồng hưu sao của tụi mình và chim trĩ, và đằng kia nữa, đằng cổng rào là một chú khỉ rất là ma lanh. Thôi chào các bạn nhé.